cuộc đua chinh phục không gian của những vị tỷ phú. Nếu trước đây, giới siêu giàu so găng về số tài sản khổng lồ mà họ gây dựng được hay độ hoành tráng của những chiếc đua thuyền, phi cơ, thì ngày nay các chuyến bay vào không gian sẽ là một cách mới mà giới nhà giàu thể hiện mình. Với hàng tỷ đô la đổ vào lĩnh vực này, Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson, liệu ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc đua chinh phục vũ trụ và những dự án xa xỉ này có thực sự mang lại nhiều lợi ích cho nhân loại hay không? Cuộc chiến không gian của giới siêu giàu. Được mệnh danh là bộ ba thế hệ khám phá vũ trụ mới, New Space, Jeff Bezos, Sir Richard Branson và Elon Musk đều nói rằng họ được truyền cảm hứng từ cuộc đổ bộ lên mặt trăng đầu tiên vào năm 1969, giúp cho Mỹ đánh bại Liên Xô trong cuộc chạy đua không gian thời chiến tranh lạnh. Elon Musk có SpaceX, Jeff Bezos có Blue Origin và Richard Branson có Virgin Galactic. Ba công ty này đều được thành lập cách nhau vài năm vào đầu những năm 2000, nhưng mỗi công ty đều có mô hình kinh doanh riêng và kế hoạch cho tương lai du hành vũ trụ rất đặc biệt. Elon Musk và tham vọng chiếm đóng sao hỏa. SpaceX được Elon Musk thành lập vào năm 2002 khi không mua được tên lửa đẩy giá rẻ từ nước Nga. Ashley Vance, tác giả của cuốn sách Elon Musk, Tesla, SpaceX và sứ mệnh tìm kiếm một tương lai ngoài sức tưởng tượng, cho biết rằng Elon Musk bắt đầu với SpaceX từ một điểm rất khác với các doanh nhân còn lại. Ông ấy không quan tâm đến du lịch vũ trụ, mà mối quan tâm hàng đầu của Musk luôn xoay quanh các khám phá sâu hơn về hệ mặt trời. Thời gian đầu khởi nghiệp, Elon Musk đã ấp ủ một dự án xây dựng nhà kính cho con người và cây cối sinh sống trên hành tinh đỏ. Đến năm 2013, Musk từng chia sẻ rằng ông sẽ đi trên chuyến bay đầu tiên lên hỏa tinh. Tuy nhiên, trong bài phỏng vấn với Recode vào năm 2018, Elon Musk đã tỏ ra thực tế hơn khi cho rằng chuyến bay đầu tiên lên hành tinh này có thể là máy bay không người lái. Nhà sáng lập SpaceX đặt mục tiêu chuyến bay này sẽ diễn ra vào năm 2024. Để hiện thực hóa mục tiêu cuối cùng, vào năm 2012, SpaceX đã trở thành công ty tư nhân đầu tiên phóng tàu vũ trụ chở hàng lên trạm không gian quốc tế ISS, đồng thời là nhà sản xuất tư nhân đầu tiên cho máy bay cất cánh thẳng đứng và tên lửa quỹ đạo hạ cánh thẳng đứng. Một mảng kinh doanh quan trọng khác của SpaceX đó là Starlink, hệ thống lưới vệ tinh bao quanh trái đất, thực hiện sứ mệnh cung cấp Internet từ không gian. Theo Forbes, công ty đã phóng hơn 1.000 vệ tinh và dự định sẽ có tổng cộng khoảng 42.000 vệ tinh sau khi dự án hoàn thành. Hiện tại, SpaceX chưa hé lộ chi tiết về sứ mệnh chinh phục sao hỏa, chỉ biết công ty vẫn duy trì các chương trình của mình và hợp tác với NASA cùng nhiều chuyên gia khác để phác thảo kế hoạch. Hệ thống Starship, phương tiện phóng có thể tái sử dụng của SpaceX, có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa con người đặt chân lên hành tinh đỏ. Jeff Bezos với mục tiêu du hành không gian giá rẻ. Giống như Elon Musk, tỷ phú Jeff Bezos của Amazon đã khát khao du hành vũ trụ trong suốt hàng chục năm qua. Ông dành sự ngưỡng mộ đối với thuyền trưởng Picard trong bộ phim viễn tưởng Star Trek Du hành giữa các vì sao. Nhưng người ảnh hưởng nhiều nhất đối với ông là nhà vật lý Gerard O'Neill, người đã đưa ra ý tưởng về các ngôi nhà cho con người ngoài không gian khi sự sống trên trái đất trở nên khó khăn. Trong bài phát biểu tại trường trung học, vị tỷ phú tương lai hồi đó đã vạch ra tầm nhìn cho bản thân. Không gian, hãy gặp tôi ở biên giới cuối cùng. Sau cuộc trò chuyện với một người bạn, tiểu thuyết gia Neil Stephenson, Bezos thành lập công ty Blue Origin vào năm 2000 với mục tiêu làm cho việc khám phá không gian trở nên rẻ hơn thông qua tên lửa đẩy có thể tái chế sau các lần phóng. Theo quan điểm của ông, các nền văn minh trên trái đất đang đứng trước một cuộc khủng hoảng cung cấp năng lượng, mà điều đó chỉ có thể được giải quyết bằng cách khai thác các nguồn tài nguyên ngoài trái đất. Bezos cho rằng con người thực sự phải di chuyển ngành công nghiệp nặng và ngành công nghiệp gây ô nhiễm như năng lượng và sản xuất vi mạch ra khỏi trái đất. Bên cạnh đó, Blue Origin vẫn đang nghiên cứu những công nghệ đầy tham vọng hơn như phát triển tàu New Glenn, một dạng tên lửa to và mạnh tương tự như Heavy Falcon của SpaceX để chở hàng hóa và người lên vũ trụ. Tuy nhiên, trong cuộc đua này, SpaceX đã giành được lợi thế khi có được một số hợp đồng béo bở từ chính phủ nước Mỹ như hợp đồng tàu đổ bộ mặt trăng của NASA
mà Blue Origin hiện vẫn đang tranh chấp quyết định này. Gần đây, công ty bắt đầu xây dựng và phát triển tàu New Shepard để có thể kinh doanh du lịch vũ trụ dưới quỹ đạo, từ đó có thể bán vé cho những người giàu có muốn tìm kiếm cảm giác mới mẻ. Cụ thể, vào ngày 5 tháng 5 năm 2021, Jeff Bezos tuyên bố vào ngày 20 tháng 7 2021, Blue Origin sẽ cho phóng tàu New Shepard đưa người du lịch qua rìa không gian. Điều đặc biệt là đích thân tỷ phú Jeff Bezos cũng có mặt trên chuyến bay chính thức đầu tiên của New Shepard trong chuyến du hành kéo dài khoảng 11 phút. Khi thực hiện chuyến bay thành công và trở về trái đất an toàn, ông bày tỏ mong muốn đưa các ngành công nghiệp gây ô nhiễm ra ngoài không gian để giữ trái đất được trong sạch, và chuyến bay của ông góp phần củng cố lời hứa đó. Hiện tại, Jeff Bezos từng thông báo rằng ông sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Blue Origin sau khi thôi giữ chức giám đốc điều hành Amazon vào cuối 2021. Tỷ phú này nói rằng, điều hành Blue Origin là công việc quan trọng nhất của tôi, quan trọng hơn cả Amazon. Bạn đang xem video tại kênh Người Thành Công. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sachtinhgon.com. Richard Branson và ước mơ thống trị ngành du lịch vũ trụ. Tỷ phú Richard Branson là một người thích nói đùa. Ông kiếm được rất nhiều tiền từ âm nhạc, truyền thông, tàu hỏa, máy bay, và ông cũng đầu tư vào hãng du hành vũ trụ Virgin Galactic vào năm 2004. Công ty có trụ sở chính tại Las Cruces, New Mexico, là doanh nghiệp chuyên về du lịch vũ trụ đầu tiên trên thế giới, được niêm yết công khai với vốn hóa trong năm 2021 đạt 7,5 tỷ đô. Thực tế, công ty Virgin Galactic của Branson được thành lập với kế hoạch kinh doanh gần giống như là Blue Origin của Bezos, đó là đưa khách hàng trả tiền đến rìa không gian bằng các chuyến bay siêu thanh. Tuy nhiên, về mặt công nghệ để đưa du khách lên không gian thì hai công ty này thực sự đang khác xa nhau. Virgin Galactic không phóng tên lửa lên thẳng từ mặt đất như các đối thủ của mình. Thay vào đó, tàu vũ trụ của họ bay đến độ cao 50.000 feet, tương đương 15,2 km, bằng một máy bay phản lực thân kép rộng có tên là White Knight 2. Khi đến độ cao đó thì con tàu tách ra và lướt đi trong vài giây trước khi kích hoạt động cơ tên lửa, và bắt đầu bay lên gần như thẳng đứng ở độ cao khoảng 300.000 feet, tương đương 91,4 km. Khi tàu vũ trụ đạt đến độ cao cuối cùng, khách hàng sẽ có thể ra ngoài khỏi chỗ ngồi của mình và dành vài phút bay quanh cabin sang trọng để nhìn lại trái đất hoặc nhìn ra ngoài không gian. Khi một tàu vũ trụ được kéo trở lại bầu khí quyển của trái đất, nó sẽ được lái trở lại cơ sở của Virgin ở New Mexico để hạ cánh trên đường băng. Đến ngày 11 tháng 7 năm 2021, ông Branson đã hoàn thành mục tiêu đánh bại tỷ phú Bezos cho chuyến bay vào vũ trụ sớm hơn tàu New Shepard tận 9 ngày. Sau chuyến bay thử nghiệm này, Virgin Galactic đã chuẩn bị khai trương dịch vụ du lịch vũ trụ trong năm 2022. Mục tiêu dài hạn của công ty là thống trị thị trường du lịch vũ trụ thông qua dòng máy bay vũ trụ VSS Unity Spaceship 2, cho phép khách hàng trải nghiệm không trọng lực trong thời gian ngắn với giá vé khoảng 250.000 đô la. Trong tương lai, Virgin Galactic có kế hoạch vận hành một đội các phương tiện khác nhau, có thể đưa khách du lịch đến những khách sạn vũ trụ, hoặc vận chuyển các nhà nghiên cứu đến những phòng thí nghiệm nổi, hoặc cung cấp các chuyến bay xuyên lục địa với vận tốc siêu cao. Vào năm 2017, họ cũng thành lập một công ty có tên là Virgin Orbit, với mục tiêu là chuyên nghiên cứu để đưa các vệ tinh vào quỹ đạo. Lợi bất cập hại vì giấc mơ của các đại gia. Câu chuyện chinh phục không gian của ba vị tỷ phú trên đang truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Tuy nhiên, có những nhà phê bình cho rằng ba vị tỷ phú này đang tập trung nhiều vào quảng bá hình ảnh và lợi nhuận cá nhân hơn là bất kỳ lợi ích nào có thể mang lại cho nhân loại. Theo quan điểm này, nếu cả Jeff Bezos, Elon Musk, Richard Branson thật sự quan tâm lợi ích nhân loại, thì họ sẽ dồn khối tài sản khổng lồ và trí tuệ của mình để giải quyết nhiều vấn đề lớn mà tất cả con người trên trái đất đang phải đối mặt, như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường hay đói nghèo. Theo các số liệu thống kê, tổng số người dân lâm vào cảnh đói ăn hiện nay đã tăng lên 270 triệu người tại những quốc gia như Ethiopia, Madagascar, Nam Sudan hay Yemen. Hơn 600.000 người đã lâm vào cảnh suy dinh dưỡng. Tổng tài sản của ba ông lớn này là hơn 377 tỷ đô la. Và theo ước tính của Beasley, con số này nhiều gấp 60 lần mức tài chính
đủ để giúp người dân trên thế giới thoát khỏi cảnh đói ăn. Nhà báo Trevor Lang của tờ The Week của nước Mỹ đã bày tỏ rằng các tỷ phú dường như không muốn giải quyết các vấn đề kém hấp dẫn hơn như bất bình đẳng, nạn đói, người tị nạn hay biến đổi khí hậu khi họ đang có đồ chơi không gian. Họ muốn có thời gian hưởng thụ trên tàu vũ trụ với 11 phút trong không gian và nhiều cơ hội kinh doanh trong tương lai hơn. Cũng có những lo ngại rằng kết quả của cuộc đua vào không gian của các tỷ phú cuối cùng sẽ là tư nhân hóa không gian. Ngoài ra, Hạ nghị sĩ Ken Burke cũng phản đối việc tài trợ cho Blue Origin vì nó thuộc sở hữu của tỷ phú Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, công ty đã phải đối mặt với sự giám sát về chống độc quyền. Nhiều nhà khoa học cũng nghi ngờ về tính thực tế của các mục tiêu cao cả của ba vị tỷ phú này. Họ chỉ ra hậu quả thực tế mà các dự án hàng không vũ trụ tư nhân này để lại ngoài không gian và môi trường trái đất. Con người đang biến không gian thành một bãi rác khổng lồ hơn là một nơi nghiên cứu hay điểm đến du lịch. Theo số liệu của NASA, có tới hơn 500.000 mảnh rác đang trôi dạt trong không gian, phần lớn là các bộ phận rơi ra từ những vệ tinh và tên lửa cũ. Ngoài ra, còn có 4.000 vệ tinh hết hạn trong quỹ đạo. Nếu con người bắt đầu tiến hành các vụ phóng tên lửa thương mại ngày càng thường xuyên, lượng khí thải carbon sẽ trở nên đáng kể. Trong tương lai, các tỷ phú dự định đưa ngày càng nhiều du khách vào không gian. Nhu cầu đó sẽ đòi hỏi ngày càng nhiều linh kiện sản xuất cho tàu vũ trụ, cần nhiều hơn nhiên liệu cho tên lửa đẩy và việc khai thác, sản xuất nhiên liệu lại phát thải thêm khí nhà kính. Rõ ràng, những mục tiêu của ba vị tỷ phú trên sẽ truyền cảm hứng cho một thế hệ doanh nhân và nhà thám hiểm không gian. Nhưng nếu Bezos, Branson và Musk muốn cứu nhân loại, trước tiên họ phải thuyết phục được nhân loại. Và họ sẽ phải trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến mục đích và động cơ của mình nếu muốn nhân loại tin tưởng rằng mục tiêu của những nỗ lực này sẽ dẫn đến một tương lai tươi sáng hơn. Bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!